Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. A-235 Nudon của Nga có khả năng đè bẹp quân đội NATO hay không? Thưa quý vị và các bạn, Nga vừa tiến hành thử nghiệm A-235 Nudon, tên lửa có khả năng đè bẹp quân đội NATO. Chính phủ Mỹ quan ngại về việc tên lửa của Nga thử nghiệm thành công. Nó có khả năng tiêu diệt mọi vệ tinh của đối thủ tiềm tàng trên quỹ đạo của trái đất. Các chuyên gia phân tích của Mỹ đã chuẩn bị những tài liệu mà trong đó đề cập đến việc Nudol đã vượt qua 2.000 km trong vòng 15 phút, không chỉ vượt qua mà còn bắn hạ mục tiêu. Lầu năm góc không hiểu nếu những quả tên lửa này sẽ được biên chế cho quân đội nga thì sẽ cần bao nhiêu quả tên lửa như thế để giải giáp hoàn toàn quân đội của NATO. Để làm được điều đó, nga không cần phải bỏ ra nhiều công sức, đơn giản đủ để bắn hạ một vài vệ tinh trên quỹ đạo trái đất. Sau đó, quân đội Mỹ sẽ không còn bất cứ phương tiện liên lạc nào. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng đu đồn sắp tới sẽ được biên chế cho quân đội Nga với nhiệm vụ duy nhất là bắn hạ các vệ tinh gây nguy hiểm cho đất nước. Khác so với Mỹ, Nga không có bất cứ mục tiêu vụ lợi nào ngoài việc là muốn bảo vệ chính mình. Đã nhiều lần Nga chứng minh bằng thực tế rằng trong cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Nga, người bước ra khỏi vòng nguyệt quế là bên thứ hai. Vậy có đúng là Nga đã chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang hay không? về tên lửa mới A235 Nudon có rất ít thông tin. Đây là nghiên cứu mới đã qua thử nghiệm ngày 30 tháng 8 năm 2019 đã diễn ra lần phóng thử tại thao trường Sari Sagan và vì thế những tính năng của nó tạm thời vẫn chưa được công bố. Theo đánh giá của phương Tây, tên lửa loại này có thể bắn hạ các mục tiêu trong không gian với bán kính khoảng 1.500 km từ nơi xuất phát và ở độ cao tối đa là 800 km. Nhiều khả năng những đánh giá này đã tiệm cận với thực tế bởi vì để đánh giá các khả năng của những tên lửa mới, thông thường người ta sử dụng phương pháp so sánh với các tên lửa hiện có. Thậm chí theo các kích thước hình học, những tên lửa có thể mang tới một mường tượng nào đó về các tính năng của chúng. Có nghĩa là quả tên lửa có thể tiêu diệt được vệ tinh ở quỹ đạo gần trái đất. Nếu quả tên lửa có thể bắn hạ thứ gì đó trong không gian thì có nghĩa là nó có thể bắn hạ bất kỳ vệ tinh nào. Mà nếu có thể bắn hạ thì một vài quả tên lửa như thế có thể bắn hạ các vệ tinh liên lạc hoặc là GPS quân đội Mỹ sẽ mất khả năng liên lạc và định vị. Tuy nhiên, các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo địa tính, lấy ví dụ như vệ tinh USA-243, vệ tinh thông tin liên lạc dòng WGS, được phóng lên vào năm 2013, hoạt động đúng ở quỹ đạo địa tính với độ cao là 35.786 km. Các vệ tinh của hệ thống Navy Star hỗ trợ cho hệ thống GPS hoạt động theo những quỹ đạo ở vòng tròn độ cao là 20.180 km. Những khả năng của A-235 Nudon không đủ để đưa lên quỹ đạo đầu đạn có khả năng đảm bảo tiêu diệt một vệ tinh liên lạc và định vị khá lớn. lấy ví dụ, để đầy 730 kg tải trọng lên quỹ đạo đưa tính cần một quả tên lửa tương đương với tên lửa H-2 của Nhật Bản với trọng lượng xuất phát là 289 tấn. Nudon kiêm tốn hơn nhiều. Theo các thông tin đăng tải, trọng lượng xuất phát của nó là 9,6 tấn. Cho nên Nudon đơn giản là không thể bay tới các vệ tinh liên lạc và định vị đầu đàn để bán hạ các vệ tinh ở quỹ đạo địa tính. Về bản chất cần phải là vệ tinh đúng nghĩa với khả năng bay lượn để tiến sát tới vệ tinh mục tiêu tại khoảng cách mà có thể hủy diệt nó một cách hiệu quả bằng những yếu tố phá hủy động lực học. Có nghĩa là đầu đàn phải được trang bị động cơ định hướng và nhiên liệu dự phòng, cũng cần phải có các thiết bị điều khiển và định vị, ắc quy để duy trì hoạt động cho những hệ thống điện tử. Tất cả công lại đó là vào khoảng từ 200 đến 300 kg trọng lượng hoặc là gần mức đó bởi thế tên lửa để bắn hạ những vệ tinh liên lạc và định vị phải lớn hơn Nudon. Đáng lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đây. Tuy nhiên, cũng cần nhắc rằng trong thành phần nhóm các vệ tinh Navy Star có 32 vệ tinh hoạt động, còn trong thành phần WGS có 9 vệ tinh, và thêm một chiếc nữa mới được phóng lên vào tháng 3 năm 2019. Ngoài ra, Mỹ cũng có các hệ thống liên lạc vệ tinh đời trước DSS mà có thêm vài vệ tinh hoạt động trong đó có nghĩa là cần gần 20 cú bán thành công để quân đội Mỹ bắt đầu gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh còn có những hệ thống vệ tinh hỗ trợ khác mà có thể thay thế GPS. Lấy ví dụ, đó là QZSS của Nhật Bản với 4 vệ tinh, dự kiến đến năm 2023 sẽ phóng thêm 3 vệ tinh nữa, mà hiện nay đang là hệ thống điều chỉnh tín hiệu GPS tại khu vực phía Tây Thái Bình Dương, nhưng có thể, theo một vài thông tin, hoạt động độc lập. Hạm đội hải quân Nhật Bản sẽ được trang bị các máy thu tín hiệu của hệ thống này, cho nên việc bắn hạ vài vệ tinh, kể cả trong trường hợp khả năng kỹ thuật cho phép, là chưa đủ để hủy hoại hệ thống liên lạc và định vị của địch. Cần phải nhiều lần phóng và bắn chính xác để có cơ hội phá hủy các hệ thống vệ tinh của địch thì cần phải có không dưới là 100 quả tên lửa triển khai tuần tra chiến đấu để chuyên bắn hạ các vệ tinh ở quỹ đạo địa tính. Cuộc tấn công nhằm vào các vệ tinh liên lạc và định vị không phải là một chiến dịch đơn giản như thoạt nhìn và thực hiện nó chắc chắn không phải là bằng tên lửa đô đòn mà nhiều khả năng thực hiện chức năng của tên lửa đánh chặn các mục tiêu đạn đạo trên không gian có nghĩa là những đầu đạn hạt nhân bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại